chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dược liệu Hòa Bình, địa chỉ tại thôn Long Làng, xã Cô Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thì hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn về cái kho xưởng thứ hai và cách bảo quản sả đen cho cái mùa đông năm 2020. Thì hiện tại thì mình đang chỉ có mặt tại cái kho xưởng của gia đình nhà mình, giới thiệu với các bạn cái số mặt hàng dược liệu quý hiếm. Và đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm bảo quản cái sả đen thơm và sạch, xanh, sạch đẹp gửi tới các bạn mà sản phẩm luôn được chất lượng thì đứng lên hàng đầu. Hiện tại mình đang thì có một số anh chị em đang thì giúp đỡ gia đình mình là đóng hàng để gửi cho khách vào cái buổi sáng ngày hôm nay. Thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn cái mặt hàng này, cách chế biến thô để đảm bảo là hàng gửi tới các bạn thơm và không bị hỏng mốc trong cái thời gian để uống lâu dài các bạn nhé. Thì sả đen của mình rất là đẹp luôn, xanh, thì các bạn quan sát kỹ cho mình. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn quan sát kỹ nhé. Hiện tại thì trên thị trường nó có rất là nhiều những cái sản phẩm và chỗ bán, nhưng mà các bạn hãy đặt niềm tin và tin cậy cho công ty của mình, bởi vì sản phẩm sẽ được cam kết 100% là sả đen chính gốc Hòa Bình. Thì mình cũng đang thì có mặt và giới thiệu với các bạn cái mặt hàng như thế đây, trong tất cả những cái phương thức và cách để chọn lựa để đảm bảo để cho có cái sản phẩm dược liệu quý hiếm luôn sạch đẹp, thơm tho và đảm bảo không bị mốc. Thì chúng mình đã không sẽ lựa chọn cái sản phẩm thủ công, đó là qua máy sao các bạn ạ. Qua máy sao và sao thủ công là sao như thế này các bạn, sao như thế này để đảm bảo là các bạn có một cái hàng rất là tốt luôn. Hiện tại thì mình cũng đang đóng hàng cho khách xỉ. Khách xỉ là lấy 5 tạ, với cả khách lấy 1 tấn trong sáng. Buổi sáng hôm nay thì mặt hàng của mình hiện tại đây đang đợi xe để chuyển hàng cho khách rất là nhiều luôn. Vậy các bạn có nhu cầu muốn sử dụng cây sả đen Hòa Bình hay đến tham quan vườn dược liệu thì các bạn hãy để lại cho mình số điện thoại hoặc đến tại địa chỉ như trên mà mình vừa nói. Trên đó là địa chỉ thôn Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại là 0971 477 860 để được tư vấn về cái sản phẩm của mình. Cây sả đen Hòa Bình thì có tác dụng là hỗ trợ và điều trị ung thư. Ngoài ra thì là một cái sản phẩm tốt dùng để làm nước uống thay nước lọc hàng ngày, phòng và ngừa điều trị bệnh gan, viêm gan.